Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Thái Lai chia sẻ đến mọi người ba cái điểm nổi bật trên cái ảnh Canon. Hiện tại tính tới thời điểm này thì màn Canon có rất là nhiều điểm nổi bật, nhưng trong bài viết này Thái Lai chỉ đưa ra ba cái điểm nổi bật mạnh nhất mà Thái Lai biết sau bao nhiêu năm đã làm nghề và từng trải qua rất là nhiều dòng máy. Hôm nay Thái Lai chia sẻ bài viết này mục đích cũng để giúp ích cho những anh em mới tập tành đang phân vân giữa hãng này hãng nọ, mua máy này máy nọ, không biết nên lựa chọn máy nào cho hợp lý với mình. Vậy thì Thái Lai nghĩ ba cái điểm nổi bật này giúp cho anh có một cái sự kiến thức để mà đưa ra quyết định của mình chính đáng nhé. Ok, vậy thì đầu tiên chúng ta hãy vào nói về chất lượng hình ảnh. Máy ảnh Canon nổi tiếng từ xưa tới nay với việc cung cấp hình ảnh chất lượng cao, độ phân giải cao và khả năng tái tạo màu sắc rất chân thực. Các cảm biến hình ảnh và bộ xử lý hình ảnh tiên tiến của Canon giúp các bạn và mọi người chụp ảnh rõ nét và độ tương phản rất tốt. Sau đây là những bức ảnh gốc hoàn toàn chưa qua chỉnh sửa được chụp bởi máy ảnh Canon. Thời Thái Lai còn đi học nghề mới tập tành bước vào con đường nhiếp ảnh. Và ảnh ở đây được chụp bởi ISO thấp nhất là 100, cao nhất là 12.800. Đặc biệt ở bức ảnh 12.800 này chụp trong điều kiện khắc nghiệt, thiếu ánh sáng và ISO được đẩy lên 12.800. Nhưng xem bức ảnh màu sắc và độ tương phản cũng khá là tốt bởi bộ cảm biến xử lý hình ảnh của Canon quá tuyệt vời. Ok, vậy là chúng ta đã trải qua cái điểm nổi bật đầu tiên, chất lượng hình ảnh. Không biết anh em có cảm nhận gì hay đây là cảm nhận dưới video cho Thái biết nha. Và bây giờ đến điểm nổi bật thứ hai, đó là hệ thống ống kính đa dạng. Canon có hàng loạt ống kính chất lượng, từ các ống kính góc rộng cho đến ống kính zoom mạnh. Hệ thống ống kính của Canon cho phép người dùng tùy chỉnh và thay đổi ống kính để phù hợp với nhu cầu chụp ảnh của mình. Điều này mang lại sự linh hoạt và khả năng sáng tạo tùy chỉnh cho mọi người. Thí dụ, có một số trường hợp chúng ta có thể sử dụng len Canon và sài ngàm chuyển qua một cái máy ảnh khác chúng ta có thể chụp được. Đó cũng chính là một trong những nổi bật của Canon khi chúng ta sử dụng ống kính rất là đa dạng. Ở đây Thái Lai cũng rất tiếc không quay được những cái tư liệu về ống kính cho các bạn xem được chi tiết hơn. Nhưng với công nghệ hiện tại bây giờ, các bạn có thể lên mạng gõ các loại ống kính mình tùy thích thì Canon sẽ có mà thôi. Rồi, mọi người đã điểm sơ qua cái hệ thống ống kính hiện tại của Canon rồi. Bây giờ chúng ta hãy đếm đến điểm thứ ba là cái gì? Cái mà Thái Lai nghĩ là đáng để mà cũng chú ý nhất, đó là thiết kế và sử dụng dễ dàng. Đặc biệt là những anh em mới, về thiết kế của nó rất là dễ xài. Thậm chí kể cả những người mà không biết tiếng Anh Thái Lai cũng xài được nhé. Các máy ảnh Canon thường có giao diện dễ sử dụng và trực quan, giúp cho người dùng dễ hiểu, dễ nhớ và dễ học, đặc biệt là những anh em mới. Hệ thống điều khiển được thiết kế thông minh, cho phép người dùng thay đổi dễ dàng các thao tác của mình mỗi khi chụp ảnh. Ngoài ra, máy ảnh Canon còn được thiết kế phong phú nhiều màu mạ khác nhau, các kiểu thời trang, mạnh mẽ, xì tin, xì tai, tầm lâm cũng có đủ thứ. Theo như cảm nhận của Thái Lai thì máy ảnh của Canon có rất là nhiều sự lựa chọn cho từng cá nhân và mục đích, mục tiêu, sở thích của mình. Vậy là chúng ta đã có được ba cái khái niệm về máy ảnh Canon hiện tại bây giờ để giúp cho chúng ta hiểu được mình có đáng nên mua hay không. Những cái đó nó có sẽ giúp ích cho mình hay không, đem lại hiệu quả cho mình hay không. Nếu như có hiệu quả, nhớ ủng hộ đăng ký kênh Thái Lai nha. Và đây là cuối video rồi, Thái Lai chia sẻ thêm một cái điểm nổi bật đáng chú ý nữa. Điểm nổi bật này nó sẽ dành riêng cho những anh em làm nghề cùng Thái Lai. Không biết những anh em làm nghề có cảm nhận gì với máy ảnh Canon. Ở đây, riêng cá nhân của Thái Lai, máy ảnh Canon có một cái điểm nổi bật mà cho những anh em làm nghề, đó là cái chế độ màu sắc rất là tuyệt vời. Ở đây các bạn đã xem cái ảnh gốc mà Thái Lai chụp, Thái Lai diễn ha, cái màu Hàn Quốc chụp nhẹ nhàng. Và đây Thái Lai chụp một cái cô gái nữa. Và được để thực tế hơn thì các bạn xem đoạn clip này nhé, Thái Lai làm trực tiếp để mà chúng ta cùng tham khảo luôn. Còn đây để được thực tế là một đoạn sách màu Thái Lai để cái mặc định ô tô xem thử nó màu sắc như thế nào nhé. Và bây giờ chúng ta xem kỹ cái làn da Thái Lai đi ha. Rồi bây giờ Thái Lai sẽ thử một cái màu mà Thái Lai thích nhé, xem thử nó sao nhé. Đây là đoạn clip mà các bạn xem, Thái Lai đang quay ở tại nhà luôn, không có một gì hỗ trợ cả. Da mặt của Thái Lai rất là xấu, nhưng mà khi quay ở máy ảnh Canon với chế độ nhiệt độ cao auto cho cái màu nó đậm đà, thì đối với những anh em thích cái màu đậm đà như vậy. Nhưng nếu chúng ta muốn thích một cái màu Hàn Quốc thì bây giờ Thái Lai sẽ test thử một đoạn clip khác nhé. Và bây giờ sản dịp đang quay phim thì Thái Lai cũng muốn test một đoạn quay phim như thế này để mà chúng ta xem được cái màu chúng ta xét như thế nào, có ra đúng ý mình hay không. Và đã Thái Lai nghĩ chắc chắn hiệu quả hiện tại mặt Thái Lai này, mặt Thái Lai không make up mà đã ra cái màu Hàn Quốc nhẹ nhàng về rồi. Nếu chúng ta để bình thường thì chỉ thành màu khác. Đoạn video thứ hai mà Thái Lai quay là Thái Lai xét qua cái màu Hàn Quốc thử xem thử nó như thế nào.
để cho các bạn mà mua về, các bạn quay những cái sản phẩm chụp những cái gu tông cưới Hàn Quốc nhẹ nhàng, quay phim hoặc là chụp hình. Nếu sức quay phim mà test như vậy được thì chắc chắn là điều chụp hình vẫn ra thôi. Cho nên Thái Lan nghĩ đây là một điểm mà Thái Lan nghĩ đáng chú ý để cho những anh em làm đáng mua nhé. Rồi đến đây biết nói gì hơn, xin chào tạm biệt mọi người. Vậy là đã rõ hết tất cả mọi thứ. Ta là hy vọng rằng bài viết này giúp cho anh em nào đang tung tăng và đã có ý định mua thì hãy đừng chờ gì nữa nhé. Thôi mua thôi anh em ơi, cùng xài kênh Ta La nha. Đang định lên R6 đó, chưa có tiền. Thôi hẹn anh em dịp khác, muốn có tiền thì mua máy xịt sò hơn. Nhưng mà để từ từ ra coi tình hình cái đã. Thôi bye bye nhé, bye.